Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 nêu rõ một hạn chế khuyết điểm của cán bộ đảng viên hiện nay, đó là nói chưa đi đôi với làm, đồng thời cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với cấp ủy đảng về công tác cán bộ. Tuy vậy, thực tế lại tiếp tục đặt ra một yêu cầu bức thiết. Cùng với việc khắc phục căn bệnh nói chưa đi đôi với làm, cần kịp thời tìm được lời giải cho bài toán nghe chưa đi đôi với làm. Thực tiễn cho thấy, người dân tại một số địa bàn cơ sở bức xúc và mất niềm tin với cán bộ bởi họ nhiều lần có kiến nghị đề xuất nhưng chậm được quan tâm giải quyết. Bên cạnh khó khăn về cơ chế, chính sách, một nguyên nhân quan trọng được xác định là do cán bộ nghe chưa đi đôi với làm. Dù biết ý kiến để đạt nguyện vọng của người dân là hợp pháp chính đáng, nhưng cán bộ vẫn không nỗ lực giải quyết mà tìm cách bào biện, đùn đẩy lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác. Nếu như mà người ta làm người ta được cái gì, mà không làm người ta mất cái gì, thì người ta đều tính giữa được và mất. Cho nên không làm cũng chả mất cái gì và làm cũng chả được cái gì. Vì thế dẫn tới cái hiện tượng là thôi giữ nguyên hiện trạng cho nó an toàn, cho nó khỏe. Vì thế cho nên đó là một cái thứ căn bệnh. Họ tỏ ra lắng nghe là gì để họ lấy lòng cấp trên, họ lấy lòng dân rằng tôi nghe đấy. Nhưng trong thực chất là họ không muốn sửa. Anh có lỗi rồi, dân nói anh đã chấp nhận rồi. Sao anh về không sửa và cuối cùng thậm chí anh còn tìm cái cách khác nữa thì tôi cho đây là lỗi càng lớn hơn. Giải pháp khắc phục là phải xây dựng, đào tạo, giáo dục được đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, có năng lực, thực sự là công bộc của nhân dân. Những cán bộ mang tư tưởng quan cách mạng, thiếu trách nhiệm cần phải kiên quyết loại bỏ. Cơ chế để mà xử lý, cơ chế để mà chữa cái căn bệnh này thì tôi cho rằng hiện nay nó chưa được hiệu quả, chưa đủ cái độ nhạy, độ tinh vi. Trong khi đó thì các cái đối tác của nó, đối tượng của nó lại rất nhạy và rất tinh vi. Cho nên nó kịp thích ứng rất là nhanh, như là một con virus thì nó thích ứng rất nhanh với lại các cái loại thuốc kháng sinh và cái vaccine. Và phải có tìm ra một cái giải pháp mới thì có thể có được hiệu quả hơn trong cái giai đoạn sắp tới. Điểm mấu chốt mang tính chất quyết định là sớm có cơ chế rõ ràng để người dân không chỉ trực tiếp phản ánh, góp ý với Đảng về công tác cán bộ, mà còn phải kịp thời nhận được ý kiến phản hồi, giải trình, tiếp thu, triển khai các giải pháp khắc phục của cán bộ sau mỗi đợt góp ý phê bình. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh cán bộ sai phạm.